Mình thì mình không có rành chơi không có rành chơi Thiên Long lắm, phải đánh lại nhớ đi. Cái chiêu hôn mê ai bỏ đâu rồi. Sao bị mít vậy ta? Biết chơi nhưng mà mình cầm mát mạnh, mình cũng đánh lại, mình cũng win thôi. Trời, xin nhẹ 10 điểm. Giờ đánh với Minh Khôi nè. Đó, chơi lớn nè. Ủa sao thiêu chiến không được à? Vô chơi lớn nè. Rồi. Đó đó đó, hôn mê. Không. Mà bị hấp thu nữa chứ xui ghê. Ê bà cha nội Minh Khôi. Vãi. Đèn đánh cảnh diệu vô bơm máu. Đèn đánh cảnh diệu vô bơm máu. Mọi người thấy ảo diệu chưa? Đèn đánh cảnh diệu vô bơm. Cười ẻ. Một pha